Xin chào tất cả các bác. Ở trong clip này thì em có giới thiệu và đang bán về một cặp loa full bãi bát 30 của thương hiệu DK Đa Đan Kinh. Đây là cái model loa cao cấp của hãng DK. Hãng có sử dụng đa diver, củ loa bát và loa chép đều nhập khẩu từ Italy. Củ loa bát là của thương hiệu 18 sao và loa chép là của thương hiệu BMC. Tuy nhiên thì cái số lượng dòng loa này về hơi ít, chỉ được một cặp duy nhất. Vâng, và xin kính mời các bác cùng đi xem chi tiết về cặp loa này. Ở đây thì em đã tháo củ loa bát và củ loa chép ra để kiểm tra và quay chi tiết để giới thiệu tới toàn thể các bác được biết. Ở đây là củ loa bát các bác nhé. Tên thương hiệu của loa là DK, một thương hiệu âm thanh đến từ nước Anh. Made in London. Và củ loa bát này là của 18 sao các bác này. Thương hiệu 18 sao là một thương hiệu sản xuất củ loa rất nổi tiếng của Italy. Đây, củ loa bát này. Đây, keo củ côn, keo chân nhện, tất cả nó có nguyên zin các bác nhé. Và cái đời bát này là đời côn hở, có thể nhìn vào cái phần côn được các bác kìa. Đấy. Loa bát 30 và từ có đường kính, từ này là từ 20 các bác nhé. Và sử dụng côn là côn 76. Trên đáy của từ loa thì có thương hiệu DK này, có mã là DK1260W, Made in London. Thương hiệu DK là thương hiệu của nước Anh và đây là cái model loa đầy cao này, hãng có nhập khẩu củ của Italy các bác nhé, rất là chất. Với cái củ loa 18 sao này thì bình thường nó hay nằm ở những cái dòng loa cao cấp các bạn này. Củ xịn nhé, xịn của 18 sao. Cái dâu thì nó sẽ được bắt xuống nhện, được đính xuống nhện, sau đó thì mới đi vòng quanh qua cái cổ côn các bác nhé. Và cái loa này thì cái màng và cái nhện của nó rất là mềm các bác này. Đấy, chỉ cần hơi ấn nhẹ thôi, nó đã đàn hồi rất là tốt rồi. Đấy. Và cái phần keo cổ côn, cái dòng này nó là côn hở, nên là khi các bác nhìn được cổ côn là các bác có thể phát hiện ra được là hàng còn zin hay không, hay đã qua sửa chữa, để phát hiện rất là dễ các bác nhé. Cặp loa này thì em cam kết với các bác là còn zin 100% từ loa bát và loa chép. Đây, côn hở các bác này. Đấy, keo cổ côn hở. Đấy. Phần gắn keo chân nhện kìa, đấy, các bác có thể nhìn rõ luôn này. Đấy, cái keo trắng, cái cổ côn này là màu trắng này, côn màu trắng nhé. Đấy, các bác có thể nhìn qua cái khe từ này, nếu mà ở trong ban ngày chỗ ánh sáng tốt thì các bác có thể nhìn qua khe từ này, có thể nhìn vào trong dây côn được. Đây là mặt trước của màng loa, mặt trước của màng loa bát. Loa bát sử dụng gân vải tẩm dầu và là gân ba sóng. Đè gân là cái loại đè gân bằng nhựa này và được đúc liền nhé. Đúc liền màng đây, bắp phôi lồi đó, đó là củ loa bát. Ở trên này là củ loa chép, loa chép này là của BMC, chép của BMC. Và thương hiệu DK thì cũng có nhập chép của BMC đây, DK Đan Kinh, model là DK250-8 Made in London. Nó chép BMC này, có mã số đầy đủ nha các bác nhé. Và đây là họng của loa chép. Đây, họng của loa chép này. Đây, cũng còn nguyên bụi các bác này. Cái này thì lau sạch thì là ok nhé. Loa về trong tình trạng là đây còn nguyên bụi này. Phía trên này là củ loa bát và củ loa chép của cái loa bên này. Ở đây là một củ loa bát đây các bác này. Loa bát này. Cái độ đẹp của cái loa này nó còn khá là cao. Đấy, hàng bãi về thì chỉ có bụi bẩn thôi, lau chùi vệ sinh thì là lại sạch. Từ rất là to các bác nhé, từ đẩy 20 này, từ đẩy 20. Trên làm châm thì có số mã đây, số mã cái này mà được bắn bằng mực, bắn bằng mực. Đây, cọc cái lối đi vào trong côn loa. Đó. Đây, củ loa bát và loa chép của cái đời này khá là chất đấy. Đời cao này hãng sử dụng củ loa bát loa chép khá là chất. Đây các bác nhìn thấy là keo cổ côn này, keo màu trắng hết các bác nhé. Và màng cũng có số này, màng có số này. Đấy, cái phần giáp lai ở cái phần phíp côn kia thì họ có gắn keo nên nó có một cái đường vệt đen đen các bạn. Đó là cái phần giáp lai ở cái phíp của quấn côn các bác nhé. Đấy. Bên trong là bông tiêu âm và em có tháo cái vỉ phân tần ở đây rồi. Sau đó thì em sẽ quay về phân tần. Mặt trước của màng loa bát này, hai loa thì đều đẹp như nhau, cái độ đẹp như nhau và có hai lỗ thông hơi ở phía dưới ở mặt trước của loa. Và đây là củ loa chép này, em đã tháo cái ba con vít này ra rồi. Đấy, các bác có thể xem được vào côn nhé.
bông, ở đây là côn. Loa chép này có đường kính từ là từ 14, từ 14 là ống chép từ to, và côn này là côn 44,4 các bác này. Cái dây côn còn rất là đẹp. Loa chép xịn của BMC và có mã màng này, mã số này. Keo đỏ này, keo đỏ này. Đây là một cái model loa cao cấp của BK, tuy nhiên thì số lượng nó hơi ít, nó không có nhiều. Chỉ có một cặp duy nhất thôi. Ở đây là vỉ phân tần. Phân tần của DK thì thường rất là gấu các bác nhé. Nó có 3 tầng cơ. Ở trên này là một tầng này. Trên này là tầng chở nhôm này, được bắt ở trên một cái thanh nhôm để làm mát tản nhiệt cho những con chở nhôm. Đây phía dưới này, đây phía dưới này các bác nhé. Dưới này là tầng cuộn cảm này. Dưới này là tầng cuộn cảm này. Có một cuộn cảm to và một cuộn cảm, hai cuộn cảm nhỏ phía bên này. Và phía bên dưới tiếp theo là tầng tụ. Ở phía dưới tầng cuộn cảm là tầng tụ và có cả chở nữa đây. Đấy, rất nhiều tầng, rất nhiều linh kiện nhé. Cái này mà trả cho một cái một miếng một mảng phân tần không ấy, thì nó rất là nhiều linh kiện. Linh kiện còn khá là đẹp, có bóng chống cháy bảo vệ các bác nhé. Đây, có bóng chống cháy để bảo vệ cho loa. Đó. Phân tần của DK thì thường rất là gấu rồi, có tem kiểm định của hãng DK Dunkin, tem kiểm định của hãng. Ở trên này cũng là tem của DK, logo của thương hiệu DK. Và phía mặt sau là thông số kỹ thuật và model. Tên thương hiệu là DK Dunkin, model là Low RX12. Đây là cái model cao cấp và rất là hiếm các bác nhé. Công suất hoạt động liên tục là 400W, công suất max là 1600W. Có trở kháng là 8 ohm, kết nối là đường 1 cộng và 1 trừ. Một thương hiệu âm thanh đến từ UK là nước Anh các bác nhé. Ở phía sau thì có một công tắc gạt để các bác thay đổi về giải cao, giải chép. Các bác gạt lên bốt này thì nó sẽ mạnh chép hơn, nó sẽ sáng tiếng hơn. Còn gạt ra quadrat này là nó sẽ để phẳng nhé, để phẳng. Có hai rắc liêu chích đi vào loa, là một rắc vào và một rắc ao để các bác linh cho một loa khác. Đó là model của loa. Thùng này thì là thùng cân, thùng có kiểu dáng thùng cân. Ở đây thì lắp thùng và đáy thùng thì đều có những cái bích này để họ treo loa. Ở cái lỗ cắm chân cọc này cũng có logo của thương hiệu DK các bác nhé, DK Audio này. Thùng còn rất là đẹp, thùng sơn sờn rất là đẹp. Số lượng có một cặp duy nhất thôi. Và em cũng xin báo giá của cặp loa này để các bác có thể lắm được. Một cặp loa này thì bên cả anh em sẽ giao bán với mức giá là 9.500.000 các bác nhé. 9.500.000. Ê căng này. Đấy, càng hai căng đều rất là đẹp này. Đấy, càng đẹp mắt to nhé, mắt lưới to. À, vâng, và bác nào có nhu cầu mua cặp loa của thương hiệu DK này thì hãy liên hệ cho bên em qua số điện thoại trên góc tay phải màn hình video. Giá là 9.500.000, số lượng có một cặp duy nhất nên bên em bán giá tốt để cho bác nào có nhu cầu chơi. Đấy, trên lóc loa này thì đều có những cái ke này để treo loa. Thùng rất là sâu. Loa này thùng nó sâu tới tầm khoảng 43 đến 45cm chiều sâu các bạn. Đấy, thùng các bác thấy rất là sâu này. Thùng là thùng gỗ nhé. Và thùng thì còn tương đối là đẹp, không bị chảy xước, dập bẹp. Em quay lại một lần nữa về củ loa bát, loa chép này. Ở đây là mặt trước các bác nhé, mặt trước này. Đây, bên trong thùng này. Bên trong thùng có bông tiêu âm, rất nhiều bông nhé, bông màu trắng này, dây loa này, mảng phân tần này. Đó. Loa chép thì ở bên trên. Một cặp loa rất là chất và cái model này rất là hiếm của dòng DK. Đây, các bác thấy nó sở hữu củ loa bát là rất là chất này. Những cái loa bát này thì thường được lắp trong những cái dòng loa chất lượng cao, model cao cấp thì mới sử dụng cái đài loa bát này. Rất là nặng, từ đẩy 20 các bác nhé, và sử dụng côn là côn 76. Dòng bát là côn hở. Đây là miệng của loa chép. Đây là chép từ rất là to. Chép này là từ 14 này. Chép từ 14 này. Rất là chất ạ. Dạ vâng, và vừa rồi thì em có giới thiệu đến các bác về một cặp loa của thương hiệu DK Dunkin. Và bây giờ thì em sẽ lắp ráp vào và test qua một đoạn chất âm để gửi tới các bác cùng nghe và tham khảo. Giá cặp loa này bên em giao bán là 9.500.000. Đấy, các bác quan tâm đến cặp loa này thì liên hệ cho bên em qua số điện thoại trên góc tay phải màn hình video.
Ok, và ở đây thì em đã lắp ráp xong củ loa. Các bác có thể thấy kiểu dáng thùng và dòng loa này rất là đẹp. Loa có kiểu dáng thùng cân, mặt trước lưới e căng, mắt lưới to, trông nó rất là sang. Logo của thương hiệu DK Đa Đăng Kinh. Thùng loa rất là sâu các bác này, thùng loa rất là sâu nhé. Đây là cái lốt cũ người ta treo loa lên này, người ta treo loa lên tháo xuống thì nó hẳn một cái lốt miếng bít treo ở đây. Thùng rất là sâu, thùng này nó khoảng 4-5 cm các bác nhé, và trọng lượng thùng rất là nặng. Phía bên này là một loa nữa, có kiểu dáng thùng phải nói là rất là sang và đẹp. Ok, và để test cặp loa này thì em sử dụng các thiết bị như sau: một cục đẩy 2 kênh các bác nhé, và không hề sử dụng súp, một con vang số này, quản lý nguồn và micro không dây. Bây giờ thì em sẽ tăng âm lượng của nhạc lên các bác nhé. Sau em đang kết nối một loa này và phía bên kia một loa nữa. Đây, giảm âm lượng của hai vế đẩy công suất đi này, không còn tiếng các bác nhé. Đây, không hề sử dụng súp. Chất âm của cái dòng loa này thì bass nó đánh cũng tương đối là sâu, và đặc biệt là cái dải cao, dải chép nghe rất là tơi, tí tách và rất là mịn các bác nhé. Ok, và bây giờ em sẽ chuyển sang một thể loại nhạc khác. Xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mấy tim đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Lời rất là hay các bạn nhé, vocal rất là tuyệt vời. Tình ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viễn xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà rồi. Ok, và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang một dòng nhạc trẻ remix các bác nhé. Để nghe được chất âm bass thì các bác có thể kết nối tai nghe với điện thoại thì sẽ nghe được giải bass nó tốt hơn.
và vừa rồi thì em có giới thiệu và test về chất âm của một cặp loa full bãi bát 30 đến từ thương hiệu DK Đan Kinh. Và cặp loa này thì em cũng đã báo giá để các bác nắm được rồi là 9.500.000. Giá này là giá bán tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Các bác có nhu cầu cần tham khảo hoặc là mua cặp loa này thì hãy vui lòng liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0826252688. Số điện thoại em có để trên góc tay phải màn hình video. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip giới thiệu về các sản phẩm âm thanh trong clip tiếp theo.